Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 7, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả thực hiện một số quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ. Tháo gỡ khó khăn về giá bán và cung cấp khí tự nhiên cho các doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ người từ địa phương khác trở về, đặc biệt là từ Đà Nẵng, tâm điểm của dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả thực hiện một số quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Theo đánh giá của đoàn giám sát Ban Tổ chức Trung ương, công tác cán bộ của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến 31 tháng 5 năm 2020, các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc cơ bản thực hiện tốt các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, ít có trường hợp sai sót. Việc triển khai thực hiện quy trình cấp ủy và công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, yêu cầu các cơ quan tham mưu thực hiện nghiêm túc, khách quan, từng bước đáp ứng được yêu cầu về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm về tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ cán bộ dự kiến tham gia vào các cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện trong nhiệm kỳ tới. Sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ với các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời chặt chẽ, bảo đảm việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đúng quy định. Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, bên cạnh thực hiện đúng theo các quy định của Trung ương, tỉnh Thái Bình cũng vận dụng sáng tạo một số giải pháp về công tác cán bộ để phù hợp với thực tế ở địa phương. Về tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ, tỉnh Thái Bình đã thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở, đảm bảo việc thực hiện thật nghiêm túc, khách quan và đúng theo quy định. Đối với các kiến nghị đề xuất của đoàn giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu. Trên cơ sở đó, tỉnh Thái Bình sẽ đề ra các giải pháp khắc phục, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung về công tác cán bộ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, qua giám sát của đoàn công tác cho thấy tỉnh Thái Bình thực hiện rất nghiêm túc và khách quan, đúng theo các quy định của Trung ương về các nội dung công tác cán bộ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới hiện nay. Với một số hạn chế đoàn giám sát chỉ ra, tỉnh Thái Bình cần tập trung khắc phục để triển khai hiệu quả hơn công tác cán bộ trong thời gian tới. Với các kiến nghị đề xuất của tỉnh Thái Bình, đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp trình Trung ương xem xét quyết định. Chiều nay, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam về tình hình sử dụng khí và đề xuất giá bán khí, phương thức thanh toán cho các doanh nghiệp sử dụng khí tự nhiên tại khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình hiện có 27 doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực xứ vệ sinh, xứ dân dụng, thủy tinh, gạch ốp lát các loại. Trong đó có 18 doanh nghiệp sử dụng 100% khí mỏ để sản xuất. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tại cuộc họp, các đại biểu phân tích những vấn đề liên quan đến giá thành khí đốt hiện nay. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho rằng các doanh nghiệp sử dụng khí trong khu công nghiệp Tiền Hải cần bàn bạc, đi đến định hình và có cái nhìn dài hạn trong thời gian tới. Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam, cần có biện pháp xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, nên có thêm chiến lược kinh doanh. Đồng chí đề nghị phía Tổng công ty phối hợp với tỉnh Thái Bình trong việc đề xuất phát triển điện khí theo quy hoạch. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khẳng định, tỉnh sẽ có giải pháp yêu cầu các doanh nghiệp không sử dụng than trong sản xuất, khuyến khích và tạo điều kiện cho việc sử dụng khí. Chỉ đạo các doanh nghiệp mới đầu tư vào khu công nghiệp Tiền Hải bắt buộc phải sử dụng khí, ưu tiên đưa về khu công nghiệp Tiền Hải các doanh nghiệp có dự án đầu tư sử dụng khí tự nhiên. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tiền Hải và Tổng công ty Khí Việt Nam phối hợp cùng chia sẻ khó khăn. Lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của tỉnh Thái Bình thời gian qua, đồng thời cho biết với 96% vốn nhà nước, Tổng công ty cam kết luôn hướng đến lợi ích chung của đất nước, mong muốn sớm kết nối chia sẻ thông tin cùng hợp tác với tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Bày tỏ hy vọng tỉnh Thái Bình tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư phát triển tại địa phương. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, thăm mô hình và kiểm tra dự án phát triển kinh tế của huyện Vũ Thư. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm mô hình phát triển chăn nuôi bò của gia đình chị Bùi Thị Như, thôn Kiến Xá, xã Nguyên Xá. Với tổng đàn duy trì thường xuyên trên 35 con bò lai xin, trong đó có 20 con bò sinh sản. Mỗi năm gia đình chị Như thu về hơn 200 triệu đồng tiền lãi. Kiểm tra dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường nối từ đường tỉnh lộ DT463 vào khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chùa Keo, đoạn đường khởi công từ tháng 6 năm 2019, dự kiến tháng 2 năm 2021 hoàn thành. Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi động viên gia đình tập trung phát triển kinh tế, đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh các dự án phát triển kinh tế của huyện. Còn tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, sáng nay đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, Hội đồng Nhân dân huyện Thái Thụy tiếp xúc với cử tri các xã Thụy Bình, Thụy Văn, Thụy Liên và xã Dương Phúc. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện, trong đó tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái. Cử tri cho rằng đây là dự án quan trọng mở ra triển vọng mới về cơ hội việc làm, thúc đẩy kinh tế xã hội cho các địa phương. Tuy nhiên cũng cần xem xét giải quyết thỏa đáng công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân tiếp nhận dự án. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng các ngành chức năng cần có giải pháp tích cực nhằm quản lý chặt chẽ việc kinh doanh điện, tránh xảy ra tình trạng các đơn vị kinh doanh xử lý thiết bị khiến mức độ tiêu thụ điện sinh hoạt của người dân tăng đột biến. Các vấn đề về giao thông thủy lợi, chế độ chính sách cho người có công cũng thu hút nhiều ý kiến của cử tri. Thay mặt đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Công Toàn giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu ý kiến cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp nghe tiểu ban nội dung tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 7, báo cáo tiến độ triển khai công việc. Theo dự kiến, các sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 8. Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được phân công, các thành viên trong tiểu ban nội dung bám sát kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho các sự kiện lớn này. Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh do Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình thực hiện. Liên hoan văn nghệ quần chúng tổ chức ở cấp xã và huyện từ tháng 7 đến tháng 8. Đến tháng 9 sẽ công diễn cấp tỉnh. Kịch bản truyền hình trực tiếp với thời lượng 90 phút tại lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân hiện đã xây dựng xong, dự kiến ngày 1 tháng 8 luyện tập chương trình nghệ thuật. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch của tiểu ban nội dung phải được tiến hành khẩn trương, đúng thời gian và tiến độ, đảm bảo các hoạt động được diễn ra đạt hiệu quả nhất. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan đơn vị địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Bình. 6 tháng đầu năm, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Bình phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, đoàn thể, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để có vốn quay vòng. Tính đến ngày 30 tháng 6, hơn 94.600 khách hàng được vay vốn với tổng dư nợ trên 3.080 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cơ bản thống nhất với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua, tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách, phát hiện kịp thời sai sót để có giải pháp khắc phục kịp thời. Huyện Thái Thụy tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái. Phấn đấu tháng 10 năm nay sẽ bàn giao mặt bằng để khởi công dự án. Dự án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái nằm trong khu kinh tế Thái Bình, có tổng diện tích khoảng 1.200 ha, giai đoạn đầu hơn 88 ha cần phải giải phóng mặt bằng. Trong đó thị trấn 10 ha, Thụy Liên hơn 78 ha của hơn 600 hộ gia đình cá nhân. Đây là công trình đầu tiên của khu kinh tế Thái Bình, mở ra cơ hội để huyện Thái Thụy nâng tầm phát triển. Hiện nay, huyện Thái Thụy đang tập trung triển khai trình tự các bước, thủ tục giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật. Các phòng ban chuyên môn xây dựng phương án thực hiện chi tiết, cụ thể, với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất.
Đây là công trình sẽ được khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình tiếp tục với thông tin về tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị, trong cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh dịch COVID-19 lần này đã khác so với lần trước do dịch đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, không được để vỡ trận, không chủ quan. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động tinh thần cảnh giác của người dân nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Từng địa phương có kịch bản ứng phó như giai đoạn đầu phòng chống dịch bệnh. Trong đó có một số biện pháp cần khuyến cáo nhân dân như hạn chế đi lại, đeo khẩu trang nơi tập trung đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh sát khuẩn nơi ở và làm việc. Đừng có chủ quan vấn đề này, mà yêu cầu Thủ tướng tất cả các đồng chí, nhất công chí đồng bằng chỉ đạo. Các địa phương phải tuyên truyền lại trên các chế độ khác nhau một cách đầy đủ để đề cao cảnh giác. Việc này phải làm cho rõ ra chứ. Lây nhiễm nhanh như vậy, F0 chưa tìm được, mà biến thể như thế, mà chúng ta không đặt vấn đề mạnh mẽ hơn ở các cấp, các ngành, các địa phương, thì làm sao có thể giải quyết tình hình không? Cho nên tôi yêu cầu ban chỉ đạo Bộ Y tế, các địa phương thực hiện nghiêm túc công điện của Thường trực Ban Bí thư mới phát hành tối hôm qua, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo. Vì, tôi xin nói lại, các địa phương đều có nguy cơ cao, đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Bí thư, Chủ tịch phải ra tay, hệ thống chính trị phải vào cuộc và người dân phải cảnh giác, thực hiện số biện pháp mà chúng ta đã phổ biến đến nhân dân. Trong hôm nay tiếp tục có thêm 12 ca mắc COVID-19, tổng số ca nhiễm đến 18 giờ chiều nay là 450, trong đó đã có 369 ca đã được chữa khỏi. Tại Thái Bình, hiện các cơ quan chức năng và địa phương của 8 huyện thành phố đã lập danh sách quản lý theo dõi 1.457 người đi từ Đà Nẵng và một số địa phương về. Số người này sức khỏe ổn định. Cũng liên quan tới công tác phòng chống dịch thì cùng với việc tạm dừng hoạt động của các phương tiện xe đi từ Thái Bình đến thành phố Đà Nẵng, bến xe khách Thái Bình cũng đang quản lý chặt chẽ đối với các phương tiện có hành trình đi qua thành phố Đà Nẵng bằng nhiều hình thức. Từ 17 giờ ngày 26 tháng 7, tất cả các xe vận chuyển khách từ bến xe khách Thái Bình đi đến thành phố Đà Nẵng đều dừng hoạt động. Hiện có 7 chuyến xe có hành trình đi qua thành phố Đà Nẵng, trong đó một số tuyến như Thái Bình Đắk Lắk, Thái Bình thành phố Hồ Chí Minh có lịch trình một chuyến đi và về bến hàng ngày. Như vậy mỗi ngày bến xe khách Thái Bình tiếp nhận trung bình từ 2 đến 3 chuyến xe đi qua thành phố Đà Nẵng trở về. Do vậy ban quản lý bến xe khách Thái Bình đã hướng dẫn các nhà xe về việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch cũng như theo dõi thông tin hành khách qua phiếu ghi từng chuyến, theo dõi qua thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời tuyên truyền các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về không dừng đỗ đón chở khách ở thành phố Đà Nẵng cũng như các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Sau sự việc xã Trung An có trường hợp hai công dân tự đi khai báo y tế sau khi trở về từ vùng dịch Đà Nẵng, từ ngày 26 tháng 7 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư đã kết hợp cùng các lực lượng chức năng chủ động rà soát lại toàn bộ số lượng và sức khỏe người dân đi từ tỉnh ngoài về địa phương, phân loại và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và áp dụng cách ly y tế theo đúng quy định. Trên địa bàn huyện Vũ Thư, xã Vũ Tiến là địa phương có số người dân đi từ vùng dịch Đà Nẵng trở về đông nhất, 41 người. Trong số đó có 33 người là đoàn tham quan của trường mầm non Vũ Tiến từ Đà Nẵng về Thái Bình ngày 22 tháng 7. Sáng hôm 27 là chúng tôi tập trung để chúng tôi đi đến xã để khai báo y tế. Đồng thời cái việc đấy thì chúng tôi đã cũng được Ủy ban nhân dân xã cũng như trạm y tế là phun khử khuẩn phòng dịch tất cả 3 điểm trường. Và chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với nhau để nắm bắt cái tình hình sức khỏe. Đến thời điểm hiện tại, huyện Vũ Thư có 172 người thuộc 30 xã thị trấn trở về từ vùng dịch Đà Nẵng.
tuy nhiên tất cả đều có sức khỏe ổn định và không có biểu hiện ho sốt. Nhằm nâng cao cảnh giác đối phó trước với dịch, cán bộ các trạm y tế xã đã phối hợp với trung tâm y tế huyện và các ngành chức năng đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Đối với những cái trường hợp này thì chúng tôi đã chỉ đạo trạm y tế xã là tổ chức lập cái tờ khai y tế, đồng thời nữa là lập phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Trong cái quá trình theo dõi, nếu phát hiện những cái trường hợp có sốt, ho, khó thở thì là hướng dẫn các cái đối tượng đến trạm y tế để được khám, phân loại và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Dịch bệnh COVID-19 hiện đang có dấu hiệu bùng phát trở lại. Người dân không nên hoang mang nhưng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là trước dịch bệnh. Chủ động khai báo y tế nếu có các biểu hiện ho sốt hoặc đi từ vùng có nguy cơ nhiễm dịch trở về. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Chiều nay, Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao MXP Thái Bình đã ủng hộ nhiều vật tư y tế, sinh phẩm để phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19. Trong đợt 1 này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình tiếp nhận số vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 trị giá 419 triệu đồng do tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao MXP Thái Bình ủng hộ. Đây là lượng sinh phẩm có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện nay, khẳng định sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao MXP Thái Bình sẽ tiếp tục bàn giao nốt số vật tư y tế, sinh phẩm còn lại trong gói tài trợ lên đến 1 tỷ đồng, tương đương 1.500 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình để phục vụ công tác xét nghiệm dịch bệnh. Chương trình tiếp tục với phần tin nông nghiệp và môi trường. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa mùa tại huyện Tiền Hải. Hiện nay, lúa mùa đại trà của Tiền Hải đang ở giai đoạn hồi xanh để nhánh. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, vụ mùa năm nay, dây xuất hiện sớm, mật độ nơi cao 200 đến 500 con trên 1 mét vuông, cá biệt có nơi từ 1.000 đến 2.000 con trên 1 mét vuông. Huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương phun thuốc phòng trừ rầy cho 100% diện tích lúa mùa, thời gian phòng trừ từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Đồng chí trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình yêu cầu Tiền Hải theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh, đặc biệt đối với dày các loại, xử lý sớm các khóm lúa có biểu hiện của bệnh lùn sọc đen, tránh để lây lan ra diện rộng, đồng thời hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa đúng kỹ thuật, tăng sức đề kháng cho cây. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này lúa mùa đại trà trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên, theo điều tra của cơ quan chuyên môn, hiện đã xuất hiện bệnh lùn sọc đen gây hại. Đây là bệnh nguy hiểm, nếu không có biện pháp phòng bệnh kịp thời sẽ gây mất mùa trên diện rộng. Kỹ sư Phạm Thị Hằng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Bình sẽ có những lưu ý với bà con như sau. Kính thưa quý vị và bà con, để hạn chế sự gây hại của bệnh lùn sọc đen cho lúa vụ mùa năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn bà con nông dân một số những biện pháp kỹ thuật như sau. Đề nghị bà con cần tích cực kiểm tra đồng ruộng để phát hiện rầy. Khi kiểm tra thì lội dọc ruộng, quan sát kỹ phần gốc lúa. Nếu thấy rầy nương trắng từ tuổi 1 đến tuổi 3 hay còn gọi là rầy cám xuất hiện thì cần tiến hành phòng trừ ngay để hạn chế môi giới truyền bệnh lùn sọc đen. Thời gian phòng trừ rầy đạt hiệu quả cao nhất là trước ngày 30 tháng 7 năm 2020. Khi bà con đi kiểm tra đồng ruộng, phát hiện thấy những khóm lúa, những rảnh lúa có biểu hiện triệu chứng của bệnh lùn sọc đen như là cây lúa thấp lùn, còi cọc, lá thì ngắn, có màu xanh đậm, một số lá thì có thể xoắn ở đầu lá, bộ rễ thì kém phát triển, rễ ngắn, cứng và đâm ngang thì bà con cần nhổ bỏ và tiêu hủy ngay nguồn bệnh để bệnh không lây lan ra diện rộng. Sau đó thì tỉa rậm lại bằng những cây lúa khỏe hẳn. Bà con lưu ý, đồng độ và liều lượng thuốc sử dụng thì theo khuyến cáo trên bao bì. Thuốc trước khi phun thì cần được pha đều trong chai từ 0,5 đến 1 lít, đậy nắp nắc đều cho tan, sau đó mới cho vào trong bình và pha thêm nước cho đủ lượng nước thuốc cần phun. Khi phun thuốc thì bà con đi chậm, phun kỹ vào gốc lúa. Sau phun thuốc trong vòng 3 giờ, nếu gặp mưa thì phải phun lại theo đúng nồng độ ban đầu. Trên đây là một số những biện pháp kỹ thuật để phòng chống bệnh lùn sọc đen cho lúa vụ mùa năm 2020. Kính mong bà con thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Mặc dù bốn xung quanh hồ Chợ Thông, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư đều đã được kè kiên cố sạch sẽ, tuy nhiên điều ấy vẫn không ngăn được tình trạng người dân xả nước thải, rác thải xuống lòng hồ, khiến mùi hôi bốc lên nồng nặc. Người dân xung quanh hồ Chợ Thông cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ lâu.
Song nhức nhối nhất là 3 năm trở lại đây, mặc dù chính quyền địa phương và nhân dân đã nhiều lần nạo vét, trục vớt rác mặt hồ nhằm cải thiện tình hình, nhưng đâu lại vào đó. 4 góc hồ, túi ni lông, rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt, xác động vật ngập ngụa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mức độ ô nhiễm không khí gia tăng theo hướng gió và nhiệt độ ngoài trời càng cao thì phạm vi phát tán càng rộng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, một phần do ý thức của người dân, phần nữa là do hoạt động kinh doanh buôn bán ở chợ thông kéo theo rác thải, chất thải tuồn xuống hồ. Do hồ chợ thông nằm giữa khu dân cư, nên người dân thôn Quyết Thắng, xã Hòa Bình lo lắng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu có giải pháp cải thiện môi trường sống trong cộng đồng dân cư. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!